và dây mây. Người Nùng nói ở Cao Bằng, người Nùng thuộc nhóm Tày, Thái, cư trú trong các miền núi phía Bắc Việt Nam. Họ canh tác lúa nước hệ thống và hệ thống thủy lợi phát triển. Nếu các bạn muốn biết rõ hơn hãy đến Viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.